Hàng dài người xếp hàng nhận gói cứu trợ lương thực, trong khi đó, tại một nơi khác, hàng tấn nông sản bị đổ đi. COVID-19 đang làm tình trạng lãng phí thực phẩm xấu hơn bao giờ hết. Trên khắp nước Mỹ, tình trạng mất kết nối chưa từng có đang xảy ra giữa những nơi sản xuất, các ngân hàng phân phát đồ ăn miễn phí và những khu dân cư thu nhập thấp. Trong khi hoa màu liên tục đến hạn thu hoạch, cách ly xã hội khiến các đơn vị vận chuyển ngừng hoạt động. Nông sản dồn ứ và liên tục bị hủy bỏ. Các nhà hàng, chuỗi cà phê, trường học đóng cửa, ngành sản xuất, chế biến sữa mất đi những khách hàng quan trọng nhất. 1/2 lượng phô mai của cả nước Mỹ và 60% bơ được tiêu thụ tại các nhà hàng. 7% sữa được sử dụng trong chương trình dinh dưỡng học đường. Các nhà hàng bị đóng cửa còn ảnh hưởng tới người trồng rau xanh, hoa quả. Từ trước, nông dân trồng cà chua, ớt, dưa chuột, việt quất, dâu tây, bí ở Florida. Với thịt lợn và thịt bò, tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng xảy ra phần lớn bởi COVID-19 đã khiến các nhà máy chế biến thịt phải đóng cửa. Mặt khác, các nhà sản xuất thịt lợn không thể dễ dàng chuyển sang xuất khẩu bởi hàng loạt bến cảng đều đã giảm năng suất hoặc ngừng hẳn. Theo kế hoạch, chính quyền liên bang sẽ mua 300 triệu đô la Mỹ hoa quả, rau tươi, thịt và các sản phẩm từ sữa mỗi tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia ngành công nghiệp thực phẩm cho rằng vẫn còn tồn tại nhiều rào cản và họ nghi ngại về khả năng giải quyết các thách thức của chính quyền liên bang. Hiện chưa rõ thực phẩm sẽ được vận chuyển tới nơi cần chúng như thế nào và ai sẽ trả chi phí thuê tủ đông, xe lạnh nhằm tăng khả năng lưu trữ tại các ngân hàng thực phẩm. Nguồn: New York Times. Ha ha ha, 问什么的说